3 giờ 15 rạng sáng ngày thứ năm, nữ Anh dung chuyển, nữ ứng cử viên vô địch Arsenal sẽ là bài test cực đại cho Manchester United của Ruben Amorim. 3 trận gần nhất, pháo thủ liên tục nghiền nát đối phương, ghi 13 bàn thắng, tận dụng phong độ thê thảm của Man City để vươn lên bám đuổi Liverpool. Từ Manchester, các Manusian đang sống trong những ngày tháng ngập tràn hứng khởi. Amorim đem tới một niềm tin đặc biệt với thứ bóng đá biến hóa. Quỷ đỏ vừa hủy diệt Everton để có trận đầu tiên ghi được 4 bàn sau hơn nửa năm. Nhưng ai cũng biết rằng một ngọn núi khổng lồ đang đợi họ ở Emirates. Thầy trò Amorim cần một cú hích, một lời khẳng định cho chuỗi ngày thăng hoa. Nhưng Arsenal với vị thế của mình chắc chắn sẽ làm tất cả để lấy 3 điểm để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vực. Kịch bản nào đang đợi chúng ta ở trận đại chiến? Ngay sau đây, hãy cùng tôi đến với nhận định trước trận. Cuộc chiến đã sớm được châm ngòi bởi dự đoán của cựu cầu thủ Paul Merson. Tôi không thấy gì ngoài một chiến thắng cho Arsenal ở đây. Trận đấu sẽ diễn ra dễ dàng và thoải mái. Tôi thậm chí còn cược 3 hoặc 4-0 cho Arsenal ở trận này. Họ sẽ hủy diệt MU. Chúng ta không nên bị cuốn theo chiến thắng của Manchester United trước Everton. Tôi đã xem họ đấu với Bodo Glimt và họ không chơi tốt. Không biết các cổ động viên MU sau khi nghe dự đoán này sẽ cảm thấy thế nào. Ở Old Trafford lúc này, bầu trời đang sáng bừng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Quỷ đỏ cho người hâm mộ của họ một niềm tin bền vững. Hệ thống 3-4-3 của Amorim đem tới bước đầu hoạt động hiệu quả. Điều đặc biệt nhất gây thích thú là sự biến đổi linh hoạt giữa các vị trí, không còn sự dễ đoán và chân phương như thời của Ten Hag. Quỷ đỏ những trận đấu vừa qua tấn công rất đa dạng và có nhiều mảng miếng chưa từng xuất hiện. Phát hiện thú vị đầu tiên của Amorim phải là Amad Diallo. Ông thầy người Bồ sử dụng sao mai người bờ biển Nga ở một vị trí hoàn toàn mới toanh là wingback phải. Nhưng chỉ cần đúng vài trận đầu tiên thử sức, Amad Diallo đã đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu của Amorim. Đó là một cầu thủ hoạt động vô cùng năng nổ, tích cực tranh chấp. Hai bàn thắng của MU vào lưới Everton xuất phát từ những pha cướp bóng ngay trong chân hậu vệ của Amad. Dòng dàn chạy cánh của Quỷ đỏ, Amad cũng là người duy nhất có tư duy kiến tạo. Khi có thời cơ để chuyền thì luôn biết cách tạo ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Nếu cùng những pha bóng đó mà đặt vào chân của Alexandro Garnacho, chúng ta ắt hẳn sẽ biết kết quả là gì. Những tín hiệu lạc quan của MU gửi tới một lời thách thức cho Arsenal. Sau một giai đoạn chững lại về mặt phong độ hồi tháng 11, pháo thủ đã trở lại vô cùng mạnh mẽ trong những tuần qua. Ở Ngoại hạng Anh, thầy trò Mikel Arteta liên tiếp hủy diệt Nottingham Forest và West Ham với các tỷ số 3-0 và 5-2. Ra tới Champions League, họ lại nghiền nát Sporting Lisbon, đội bóng cũ của Ruben Amorim với tỷ số 5-1. 3 chiến thắng tưng bừng, những ngôi sao hàng công như là Saka, Havertz đều thăng hoa trở lại. Và đặc biệt nhất phải kể đến màn tái xuất của Martin Odegaard. Giai đoạn nhạc trưởng người Na Uy ngồi ngoài vì chấn thương, Arsenal đã gặp muôn vàn khó khăn khi thiếu đi sự sáng tạo và những đường chuyền cắt tiết. Chuỗi phong độ bùng nổ gần đây giúp Arsenal leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Hiện còn kém đội đầu bảng Liverpool 9 điểm. Mục tiêu giành ngôi vô địch vẫn không thay đổi, nhưng đối tượng cạnh tranh có vẻ đã không còn như ban đầu. Pháo thủ bước vào mùa giải năm nay với một khát khao mãnh liệt, đó là báo thù Man City và Pep Guardiola sau 2 năm liên tiếp ngậm ngùi về nhì. Nhưng khi điều không ai lường trước xảy đến, nhà vua trời chật tụt xuống hạng 5, thì đối thủ lớn nhất của Arsenal giờ đây là Liverpool. Họ cần phải giành 3 điểm trước MU nếu muốn tiếp tục cuộc đua với The Cop. Có một sự khác biệt lớn giữa Arsenal và Manchester United hiện tại. Pháo thủ đã là một tập thể thi đấu vô cùng nhuần nhuyễn. Các mắt xích hàng công như là Odegaard, Saka và Havertz gần như đạt đến cảm giác ăn ý như gắn mắt sau lưng. Quỷ đỏ thì lại khác, họ đang bắt đầu đi tìm sự nhuần nhuyễn và ăn ý đó của Arsenal. Những tín hiệu tích cực nhìn chung đang đến với đoàn quân của Ruben Amorim. Những chuyến hành quân tới London vào thứ năm không hề dễ dàng một chút nào. Một điểm là mục tiêu vừa vặn với MU, nhưng sự bùng nổ vẫn khích nhất sẽ đến nếu họ quật ngã được một Arsenal thăng hoa. Có những điểm nóng chắc chắn sẽ đẩy cuộc chiến lên đỉnh điểm gay cấn và cũng là nơi quyết định cục diện của màn thư hùng này. Đầu tiên là cuộc chiến ở giữa sân, nơi hàng tiền vệ nhà thơ của Arsenal sẽ đối đầu với hàng tiền vệ máy chém của MU. Sự quyết liệt và băm bổ của cặp Ugarte Casemiro đặt ra một thử thách cho cặp Jorginho và Odegaard, hai mắt xích quan trọng trong khâu lên bóng của pháo thủ, đặc biệt là vị trí ở đáy của Jorginho, người chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu số 1 của hệ thống pressing đến từ Quỷ đỏ. Ta có thể thấy ý tưởng biến MU thành một tập thể chơi cường độ cao của Amorim. Quỷ đỏ hủy diệt Everton bằng cách chơi này, với sự chủ động áp sát ngay bên phần sân của đối phương. Tuy nhiên, sẽ không hề dễ để Quỷ đỏ gây khó khăn cho Arsenal với cùng ý đồ. Kamasic ở hậu tuyến của pháo thủ đều là những cỗ máy chơi chân, từ thủ thành David Raya đến các hậu vệ biên bó trong như là Julian Timber, Calafiori và quan trọng nhất là chạm trung chuyển bóng Jorginho.
Phải chăng chúng ta đã quên ai đó? William Saliba, nhiệm vụ của con quái vật hàng thủ sẽ là thu nạp thêm những đứa con mới. Các tiền đạo hàng đầu của Ngoại hạng Anh như Erling Haaland đều đã bị Saliba bỏ túi gọn gàng. Không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của trung vệ người Pháp rạng sáng ngày thứ năm. MU của Amorim khiến người ta không biết đường nào mọi lần để dự đoán đội hình ra sân. Có thể nhận ra chiến lược gia người Bồ đang muốn thử nghiệm, cố gắng thử dò nhiều học trò nhất có thể để lắp ghép nên đội hình mạnh nhất. Những người tỏa sáng, thậm chí ghi nhiều bàn trận này hoàn toàn có thể ngồi dự bị trận sau. Vậy nên, không loại trừ khả năng, Rasmus Højlund sẽ được lựa chọn thay vì Jorginho. Khi đó, chân sút người Đan Mạch sẽ phải trực tiếp đối đầu với Saliba. Hòn đá tảng đã khiến rất nhiều tiền đạo Ngoại hạng Anh phải khóc thét. Tình hình lực lượng của Arsenal lẫn MU đều tương đối khả quan. Đội chủ nhà thời gian qua liên tục chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột. Băn khoăn lớn nhất lúc này có lẽ là vị trí trung vệ của Gabriel Magalhaes, người đã phải rời sân giữa chừng trong chiến thắng trước West Ham. Trong trường hợp bất khả kháng, Arteta hoàn toàn có thể sử dụng Kiwior đã cặp cùng với Saliba để nghênh chiến với MU. Người hâm mộ Quỷ Đỏ không lo lắng bởi những chấn thương mà lại đến từ vấn đề treo giò của các trụ cột. Cả Lisandro Martinez và Kobbie Mainoo đều đã nhận đủ số thẻ vàng ở Ngoại hạng Anh mùa này trong trận gặp Everton. Trong đó, sự vắng mặt của Lisandro Martinez, trung vệ lệch trái lý tưởng nhất của Amorim, rõ ràng là một mất mát không hề nhỏ đối với MU. Để ý rằng cả 3 trận vừa qua, Luxor khi vào sân từ ghế dự bị đều được huấn luyện viên người Bồ sử dụng đá trung vệ lệch trái. Đây có thể là một sự chuẩn bị để so thi đấu ở vị trí này nhiều hơn trong phần còn lại của mùa giải năm nay. Ngay sau đây sẽ là đội hình dự kiến của hai đội. Amorim chắc chắn sẽ đưa ra vài sự thay đổi, vừa có thể tiếp tục lắp ghép, vừa để chám vào những vị trí ngồi ngoài vì thẻ phạt. Đầu tiên chúng ta sẽ được chứng kiến màn trở lại đá chính của Luxor sau nhiều tháng nằm viện thay thế cho Lisandro. Thứ hai, việc Kobbie Mainoo cũng bị treo giò sẽ trao cờ đến tay của Ugarte. Và cuối cùng là sự thế chỗ của mũi nhọn Højlund trở lại và rước gì về ghế dự bị. Arsenal nghênh chiến MU với đội hình gần như mạnh nhất, gây phấn khích bởi sự xuất hiện của loạt ngôi sao. Sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất có lẽ là Magalhaes, người vẫn đang bỏ ngỏ cơ hội đá chính. Dù không muốn, nhưng Arteta khả năng cao sẽ phải sử dụng Kiwior đóng thế. 10 nhân tố còn lại đang giúp pháo thủ thăng hoa thời gian qua, nên Arsenal sẽ chẳng dại gì mà làm xáo trộn. 3 giờ 15 phút, rạng sáng ngày thứ năm, khi Emirates sáng đèn chính là thời điểm màn đại chiến đầy lửa bắt đầu. MU của Amorim thăng hoa, nhưng Arsenal của Arteta còn bùng nổ hơn trong thời gian qua. Niềm vui, nỗi buồn được cắt làm đôi, và cùng chờ xem ai sẽ là người được nở nụ cười.